Hay anh nữa có thấy một TikTok quay sư lên không? À đúng rồi, đi trên đường á cũng giống như anh á, cũng thỉnh thoảng á có người ta hỏi thì con nói là họ hỏi con cái gì thì con nói cái đấy, nhưng mà họ muốn quay thì quay, muốn chụp ảnh thì chụp ảnh, con cũng duyên thôi, chia sẻ những cái điều hay. Cha con cũng chả phải lo sợ gì, cũng chả phải với lại cái nổi tiếng này, con chả mong cái nổi tiếng này hay là cái gì đó. Con biệt danh của sư là gì, gọi là cái gì? Con pháp danh là Minh Tuệ. Minh Tuệ. Dạ. Danh của sư là Minh Tuệ. Dạ. Con đi tu hành thì con không phải là vì cái danh cái lợi gì cả, con cầu mong được cho mọi người hạnh phúc, với lại con cũng được hạnh phúc và giải thoát thôi. Dạ. Chứ con cũng không mong được cái gì, chỉ cần đi khất thực buổi sớm họ cho cái bánh mì hay là cái gói mì gói hay là cái xôi gì hay hộp cơm chay gì đó ăn, cái này tu hành như thế là được rồi. Yeah. Chai nước suối uống, mà nếu mà họ không cho thì cũng vui vẻ thôi. Yeah. Cũng nhìn nói cũng nhà tao là dạ tuyệt vời quá rồi. Nhưng mà học theo Phật thì không phải dễ, phải tập ngày đêm suốt đời. Yeah. Phải học liên tục, chứ học Phật không phải khi mình bình thường. Đơn giản đâu ha. Khi bình thường như thế này, không có chuyện gì xảy ra thì không có sao. Khi nghiệp nó đổ tới rồi bỏ chạy, như nỡ không được. Yeah. Nghiệp nó tới, bệnh tật đến rồi, hay là nhân quả nó tới rồi, mình nói thì hay, nhưng mà đến khi làm chạy đi, bỏ chạy. Này con cũng không có cái gì gửi sư ít ra lọc. À dạ, thưa anh là con đâu có nhận tiền. Yeah. Con không có nhận tiền, con chỉ nhận thức ăn chay vào buổi sớm đi khất thực thôi. Thức ăn chay. Trên ngày hôm nay ăn rồi là cũng không nhận nữa. Vậy là sư không nhận bất cứ gì không? Nhận tiền. Không nhận tiền. Không dùng tiền, không xài tiền. Không về tiền. Con đi thì nói rồi, chỉ cần một bữa ăn chay để lấy nuôi thân tu hành đấy thôi chứ. Đây là một vị sư chân chính nhà cả nhà. Ngoài hay sẵn gì đấy, có cái gì đó hồi bố thí thì bố thí. Họ vui vẻ cho thì cho, không cho thôi. Dạ, vui vẻ. Nhưng mà rồi cũng có người hỏi cho, nhưng mà không ai biết. Như bây giờ, nhưng mà đi ở trên đây là do mình biết rồi đấy, là mọi người ở đây là do họ. Khi giờ đến 7-8 giờ là họ đi làm ấy. Họ khóa cửa, họ đi làm ấy, tới nhà đó nhưng mà không có ai cả, khóa cửa ấy. Có, hôm nay thì cũng có người cho khoai với cơm. Có củ khoai với cơm với một số bánh với trái cây. Còn mình làm việc ác thì không có công việc. Xin mọi người đừng có làm thế, để cho thầy không phiền mà đi. Phát cho mọi người đi ngồi việc tốt. Dạ, càng nhiều người cho cả bao nhiêu người thì không bằng cho một nghìn người tốt hơn. Hỏi thầy đi một ngày như một nghìn người đều được an lạc, được khỏi bệnh, đời mọi rất tốt mà họ được sống an lạc hơn, an lạc thì làm thiện, càng nhiều người thì càng tốt. Sự tham ăn rất là tai hại. Anh như con nói là tất cả đều là do tham ăn. Giờ mình đi ra đi khất thực là nhiều khi như ở đời là anh muốn ăn cái này, ăn món này, ăn cái này cái kia, nhưng mà khi không đúng cái của anh nó ngơ nữa, đúng không? Chẳng hạn như giờ anh ở nhà anh đang muốn ăn của chuối ra họ cho quả cam cái thì lại không ngơ nữa, nhưng mà giờ mình đi khất thực như thế này, tới đó họ muốn cho cái quả gì cũng được, không phải y như mình muốn cái quả đấy nữa, hay là họ muốn cho cái gì cũng được, rồi tự về mình ăn mình khắc phục được. Nói chung là giờ nếu mà may họ còn cho, lỡ họ không cho mình vẫn hạnh phúc được. Nhưng mà khi nói gì thì nói, đây là con nói sự thật. Đi khất thực nhiều khi mình cũng nói là nghĩ nói là tới đây sẽ khất có cái này cái kia, nhưng mà cái đấy là thuộc cái tham phóng dật của mình. Nhưng mà khi mình sống một thời gian cái đấy nó giảm hay nó không có nữa. Mình đi khất thực rồi họ cho cái gì rồi thấy cái gì cũng ngon ra, cũng giống nhau cả, nó giảm cái sự thèm khát của mình ấy. Chứ mà cứ ăn ở nhà, anh nấu, anh ăn là cái vị đó nó có nhiều người ở đời là có 6 cái tham. Có người thì tham sắc, có người thì tham hương mũi ngửi, có người thì tham vị, có người thì tham nghe, có người thì tham xúc chạm, có người thì tham pháp ấy.